Nếu đã từng nghe đến căn bệnh nhược cơ thì có lẽ quý vị cũng biết đây là căn nguyên của bệnh gây sụp mí mắt, gây yếu liệt cơ, gây khó thở xảy ra nhiều ở người trẻ. Trước đây thì người ta chỉ có thể điều trị khoảng 80 đến 90%, nhưng hiện tại phẫu thuật robot đã có thể xử lý hiệu quả triệt để. Bệnh nhân đầu tiên được điều trị thuộc bệnh viện Chợ Rẫy. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hữu Vĩnh, trưởng khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy, phương pháp mổ mở và mổ nội soi trước đây dùng để điều trị nhược cơ chỉ lấy được 80 đến 90% tuyến ức nguyên nhân gây ra căn bệnh. Có lẽ các bác sĩ không thể can thiệp sâu, nguy cơ rủi ro cho tính mạng bệnh nhân. Ca phẫu thuật robot đầu tiên cho một nữ bệnh nhân bị nhược cơ đã cắt trọn vẹn 100% tuyến ức để trị dứt điểm nguyên nhân gây bệnh. Theo các bác sĩ, nhược cơ là bệnh tự mắc phải có liên quan đến tuyến ức nên buộc phải cắt bỏ. Dấu hiệu của bệnh là sụp mi, thường bị nhầm lẫn với bệnh về mắt, yếu cơ, ăn nuốt khó khăn, suy hô hấp không thở được, viêm phổi, phải thở máy có thể tử vong. Mỗi năm khoa ngoại lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy mổ cắt tuyến ức trị nhược cơ cho khoảng 100 đến 200 ca, thường gặp bệnh nhân nữ gấp 3 lần bệnh nhân nam.